Tùng Dương bị fan Sơn Tùng tấn công phê phán. Vì thẳng thắn phê phán màn trình diễn của Sơn Tùng tại chung kết The Face, Tùng Dương bị fan Sơn Tùng tấn công Facebook. Mới đây, Tùng Dương đã thẳng thắn lên tiếng chỉ trích chương trình The Face 2016 một cách ẩn ý vì cho phát sóng trực tiếp một màn trình diễn ca khúc dính nghi án đạo nhạc đình đám Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng MTV. Nội dung dòng status trên Facebook của Tùng Dương như sau: một bài hát đạo nhạc nhái vẫn được đem ra biểu diễn trên sóng truyền hình trực tiếp ngang nhiên như vậy, không thể hiểu được bộ phận kiểm duyệt văn hóa vẫn để những điều đó xảy ra. Chúng ta bó tay và tặc lưỡi trước thành phần đạo nhái, thời kỳ loạn lạc văn hóa. Ngay lập tức, anh đã bị Sky cộng đồng fan Sơn Tùng đổ bộ một cách có hệ thống vào Facebook để gạch đá tới tấp bằng nhiều ngôn ngữ ghê gớm. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!